Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mai các tỉnh miền Trung sẽ có mưa. Cùng với đó thì nguyên nhân là do ảnh hưởng của đới gió đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây. Trong đó thì khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm trên một đợt, có nơi trên 50mm trên một đợt. Các tỉnh Nam Bộ trong ngày mai sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to với lượng mưa sẽ từ 30 cho đến là 60mm trên một đợt, có nơi trên 80mm trên một đợt. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá là cấp 1. Thưa quý vị, trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như là đang nắng thì chiều bỗng chuyển sang mưa, làm cho thân cây ăn quả bị thiếu canxi và dẫn đến là vỏ cây dễ bị nứt cũng như là tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập và gây nên bệnh nứt thân xì mủ hay còn gọi là bệnh chảy nhựa cây. Khi bệnh nặng thì sẽ làm cho vỏ cây bị thâm và khô lại, khiến cho cây không thể đưa nước cũng như là dinh dưỡng lên trên. Và nếu để lâu thì vỏ cây sẽ bị thối, đen, cây sẽ chết và trái cây cũng thối dần và rụng. Để khắc phục, bà con cần thực hiện các công việc sau đây. Trước tiên là cần dùng giấy cũng như là khăn sạch để lau khô vết bệnh. Cùng với đó là dùng dao cạo nhẹ phần vỏ đã bị thối đen để đem đi tiêu hủy. Dùng các chế phẩm sinh học kết hợp với siêu đồng pha với tỷ lệ là 1:1. Cùng với đó là quét trực tiếp lên vết bệnh một ngày từ 2 cho đến 3 lần cho đến khi là vết bệnh khô thì dừng lại. Kết hợp thêm phân bón trung vi lượng tưới gốc để có thể tăng cường canxi cho cây về nhanh nhất. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.